Chào anh em. Theo như yêu cầu của một số anh em khi đã xem những cái bài video mình đã giới thiệu về cài đặt routing hay là một số cái preset effect, nói chung là những cái kỹ thuật sử dụng cái bàn mixer MyDAT M32R và M32 rồi, bởi vì như các bạn đã thấy, đã biết là về cái phần mềm và gần như là cái bản MyDAT với bản Ranger nó giống nhau đến 90%, nên ra là chúng ta có hoàn toàn có thể áp dụng cho MyDAT từ bản R hay là bản Full hay là các cái bản mixer Ranger, thậm chí kể cả XR luôn, các bạn cũng đều có thể lấy cái scene của dùng chung tất cả các cái scene của cái MyDAT hay là Ranger vào nhau hết. Thậm chí kể cả firmware của bản MyDAT cũng có thể dùng cho firmware của bản Ranger luôn. Thì hôm nay theo yêu cầu của một bạn khán giả ở trên YouTube thì mình có làm clip là bạn có yêu cầu là anh hướng dẫn em cách để routing về rồi phát cái nhạc multi track vào mixer để chúng ta phát nhạc multi track này, hay là chúng ta tập mixing hay làm gì đó, thì cái việc đấy thì nó rất đơn giản thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn anh em routing và cài đặt cũng như là sử dụng nhạc multi track phát vào mixer làm sao cho nó hiệu quả nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn vào mixer và nhìn vào máy tính của mình nhá. Mình sẽ nói từng phần một, đến phần nào thì mình sẽ show cái màn hình đó lên trên video để cho các bạn nhìn thấy nhá. Rồi chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì anh em cần có máy tính đương nhiên rồi, loa monitor bản mixer, hoặc là chúng ta có thể không dùng loa monitor thì chúng ta có thể dùng headphone tai nghe. Thì mình muốn sử dụng cái loa monitor để tí nữa mình có solo nó cho những cái tiếng nó phát vào đây thì anh em có thể nghe ngay ở trên loa monitor này. Đó. Thì anh em kết nối cái dây tín hiệu để kết nối máy tính với cả cái cổng interface 32 DN32 của máy mixer ở phía sau nhá. Anh em cắm vào. Sau đó thì anh em bước đầu tiên nữa là anh em sẽ vào routing. Đây ạ. Anh em sẽ vào routing. Trên mixer anh em bấm vào routing nhá. Routing thì anh em chuyển qua phần input này. Thì hiện tại ở đây thì mình hướng dẫn anh em là sử dụng 8 track. 8 track thì những cái line vật lý từ 1 đến 16 của cái bàn này. 16 line vật lý thì mình không dùng. Mình sẽ bắt đầu dùng từ cái line 17 nhá. Cái input 17. Đó. Thì mình sẽ dùng từ 17 đến 24 là 8 track. Thì mình sẽ ở bên đây, khi ở dòng input thì các bạn sẽ nhìn cái cột thứ 3. Cột thứ 3 đó là 17 24 input 17 24. Thì anh em xoáy xuống, tìm dòng cạc 18 nhá. Đó, có thể nhìn hơi mờ nhưng anh em nghe mình nói và anh em tìm, bấm vào cạc 18 và anh em bấm connect. Vậy là ok. Đó. Thì sau đó thì anh em có thể là ở đây anh em nhìn ở trên bàn mixer đây. Trên bàn mixer của mình đấy. Trên bàn mixer của mình thì mình cũng đã để sẵn từ đường 17 đến 24 là thứ tự nó sẽ là kick này, snare này, snare top, snare bass, rồi hi hat, rồi tom 1, tom 2, rồi overhead, rồi cái drum room tức là cái tiếng của cái phòng. Thì đây là mình có 8 track này. Tất nhiên là các bạn có thể dùng cái suộc multi track nhiều track hơn, nhưng mà mình hướng dẫn ở cái bài này mình hướng dẫn để cho nó đơn giản hóa nhá. Thì nếu mà các bạn tập mixing hay là các bạn chưa có trình độ về mixing á, thì tốt nhất theo mình là các bạn nên gọi cái preset của bàn ra với anh em đó từ đó anh em sẽ chỉnh sửa theo. Thì mình cũng hướng dẫn luôn cái cách chỉnh sửa cái gọi cái preset cho nhạc cụ của những cái bản mixer này ra. Mình thì mình cũng ít mixing cho nên là mình cũng hướng dẫn anh em sơ sơ vậy thôi. Còn anh em phải mixing là tự anh em phải bọc và anh em nghe, anh em làm. Đó. Thì hiện tại ở đây thì trên màn hình thì các bạn bấm vào home này.
Đó, trên màn 17 thì anh em bấm vào home và anh em bấm utility. Đó, anh em bấm utility thì ngay cái mục đầu tiên nó đã cho anh em biết là có những cái preset nào ở đây. Thì ví dụ như thế này thì anh em có thể chọn nó là BBM kick, cho anh em bấm load preset. Nó gọi là nó hỏi là có load preset đấy ra cho channel này không, thì anh em bấm confirm. Đó, từ đó thì nó sẽ gọi luôn ra cái line in của chúng ta. Line in của chúng ta là kick nhá. Đây, là 17C01 là kick. Rồi, chúng ta quay sang cái màn hình, chúng ta sẽ quay sang cái màn hình máy tính của mình. Thì để mình sẽ hướng dẫn anh em routing ở trên đó như thế nào và đưa cái các cái check của cái multi check vào như thế nào nhá. Rồi, chúng ta sẽ quay qua cái máy tính. Rồi, bắt đầu thôi. Ở trên máy tính thì hiện tại là mình đang để sẵn, mình đã gấp sẵn để đỡ mất thời gian, thì mình đã gấp sẵn những cái suộc của mình sẵn vào đây rồi. Đó. Thì nếu mà anh em ở đây là mình dùng checkline nhá, mình dùng cái phần mềm checkline. Còn anh em có thể dùng Cubase hoặc là anh em có thể dùng cái Logic Pro hay là một số cái phần mềm có hỗ trợ phát nhiều track, nhiều suộc nhá. Thì ở đây mình đã để sẵn ở đây rồi, nhưng mình cũng hướng dẫn sơ qua cho anh em các bước làm như thế nào. Thì việc đầu tiên khi anh em chờ mình chút xíu, mình lưu cái này vào. Save. Đó, check line multi. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm check line lên này. Đó, mình sẽ mở phần mềm check line lên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn là new season. New season thì chúng ta sẽ có ở đây là chúng ta sẽ có ở đây là đặt tên, thì mình có đặt tên là A đi, bởi vì là mình đã routing trước cái này rồi, cho nên là cái phần mềm này nó sẽ nhận luôn cái cạc của mình là audio interface là DN32 và channel là 32 channel in, 32 channel out đó, và chế độ mở đó là multi out, còn sample rate là 48.000 hertz đó. Mình bấm save. Đó, từ đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mới, đó là 32 track in và 32 check out. Thì hiện tại ở đây mình có 8 cái track thôi. Có 8 cái track thôi thì mình sẽ có mình hướng dẫn anh em 8 track, thì mình sẽ kéo từng cái track một, ví dụ track một thì vào đây. Đó, bởi vì là cái track này của mình nó đang là tần số lấy mẫu nó đang 44.000 Hz. Nó vào đây thì nó phải còn vượt lại. Đó, thì mình kéo cái track số 2 vào đây. Đó, anh em cứ chỉ kéo từng track một nhé. Kéo từng track một thôi. Track 4 là 2 Hz này. Check 5 là tu 1 này. Rồi tu 2. Overhead. Drum. Room. Đó, thì hiện tại ở đây thì mình cứ cứ sử dụng 8 cái check này đã. Còn nó rất là nhiều check đây thì nếu mà kéo nhiều thì nó cũng hơi mất thời gian. Đó, và cái này thì mục đích chủ yếu là mình hướng dẫn để anh em có thể đưa được tín hiệu vào thôi. Khi anh em đã đưa được tín hiệu vào rồi thì anh em có thể đưa bao nhiêu tùy thích. Bao nhiêu track thì anh em cứ chọn ở trên bàn đấy bấy nhiêu check vào cạc thôi. Thì đây nhá. Khi đã kéo được hết các cái track, 8 cái track này vào nhau rồi thì anh em kéo hết nó về phía đầu để cho tất cả các track nó phát cùng một lúc nhá. Đó. Anh phát cùng một lúc thì anh em có thể là bấm phát bằng phím cách này. Anh em bấm được phím cách luôn.
Anh em có thể nhìn ở trên cả trên máy tính và trên mixer nhá. Trên máy tính và trên mixer thì mình sẽ bấm play. Bấm cách này. Đó. Anh em hoàn toàn có thể thấy là ở trên này mình đã gọi cái preset cho các cái 8 cái input này, 1 2 3 4 5 6 7 8 tức là đường 17 đến 24 nhá. Thì kick snare snare này, hi-hat này, tôm này, hai tôm này, rồi overhead, rồi drum zoom. Đó. Thì hiện tại tất cả đây đều có tiếng nhá. Đây, anh em có thể select vào anh em chỉnh EQ, chỉnh equalizer hay chỉnh reverb hay chỉnh gì đó thì anh em cứ chỉnh thôi. Còn thì đây để mình show thử cho anh em nghe từng track một nó kêu như nào nhá. Ví dụ đây là mình solo cái kick này. Đó. Bật to xíu. Được chưa? Đó, solo. Bấm solo, mình đang cài đặt cái monitor này đúng ra đường monitor nên mình bấm solo thì nó sẽ kêu. Đó. Đây là đó. Đó là cái snare nhá. Đó. Snare và tiếp là hi-hat này. Đó. Tôm này. Dạ. Hai tôm này. Overhead này. Rồi là cái drum zoom này. Cái này để sai rồi, cái này tên này để cái drum zoom này đáng ra nó phải là cái tumba mới đúng nè. Tiếng này mình nghe thì tiếng của tumba. Đó vậy thôi. Anh em có thể là mixing thế nào xong anh em có thể là nghe thử qua từng track một. Anh em nghe tổng thể. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn anh em cách để chúng ta routing cái mixer MyDAT cũng như là cài đặt ở trên máy tính để làm sao chúng ta đưa được cái file multitrack vào trong cái mixer để chúng ta mixing, chúng ta nghịch, chúng ta làm gì. Đó. Theo yêu cầu của một bạn ở trên những cái video trước mình làm thì mình đã thực hiện đúng theo yêu cầu. Ngoài ra anh em cần biết thêm kiến thức gì hay yêu cầu mình làm những clip gì để anh em quan tâm thì anh em cứ yêu cầu ở phần info bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.